Lộ diện dàn người yêu xinh như hot girl của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay top 1 khám phá chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một khía cạnh của đội tuyển Việt Nam. Và chắc chắn thì các bạn sẽ rất là thích và quan tâm tới chủ đề này. Bởi vì là đã là rất lâu rồi chúng ta mới có một lứa cầu thủ trẻ thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ như này. Đặc biệt, chuyện tình cảm của họ thì luôn trở thành tâm điểm theo dõi của cộng đồng mạng. Thông tin về các cô nàng đang hẹn hò với các cầu thủ thì được hội fan girl truy lùng rất là nhanh chóng. Đây sẽ là một tin đáng buồn bởi vì là tính đến thời điểm hiện tại, dường như cả đội tuyển Việt Nam đều đã là hoa có chủ, mà chủ của họ ấy thì đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp đáng ghen tị. Không dài dòng nữa và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng kể tên dàn bạn gái của các cầu thủ Việt Nam nhé. 1. Bạn gái Hà Đức Chinh. Có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam trong các giải đấu từ U23 châu Á, ASEAN 2018 đến AFF Cup 2018 vừa diễn ra, cầu thủ Hà Đức Chinh luôn là cái tên giành được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Với tính cách hài hước gần gũi, nam tiền đạo này được ví như là cây hài, giúp gắn kết tình cảm giữa các cầu thủ và giữ cho không khí vui vẻ lạc quan trong đội. Tuy nhiên, anh lại là một trong số các cầu thủ chưa công khai có bạn gái và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mới đây nhất thì thông tin về bạn gái tin đồn của Hà Đức Chinh đã lộ diện và tất nhiên thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Fan cho rằng anh chàng đã có bạn gái rất xinh đẹp sau tấm ảnh diện áo đôi nắm tay một cô gái lạ trên phố. Đó là Mai Hà Trang, 20 tuổi, quê ở Bắc Giang, hiện đang là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hà Trang thì sở hữu một gương mặt vô cùng bầu bĩnh, lông mày đậm nét, đôi mắt to và làn da trắng sứ. Cô nàng cũng có gu thời trang cá tính và hiện sở hữu gần 30.000 follow trên trang cá nhân. Wow, đúng là một con số rất là ấn tượng đúng không? Và các bạn nhìn ảnh của cô gái ấy thì chắc chắn sẽ hiểu tại sao cô ấy lại có thể chiếm trọn được trái tim của cây hài của đội tuyển. 2. Bạn gái Văn Lâm. Sau chiến thắng của tuyển nhà thì người hâm mộ bóng đá đặc biệt chú ý tới người giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam, đó chính là thủ môn Văn Lâm, hay còn được gọi với cái tên là Lâm Tây. Anh chàng sở hữu body cực chuẩn cùng vẻ ngoài điển trai khiến nhiều fan nữ phải mê mệt. Thủ thành 25 tuổi này thì mang hai dòng máu Việt-Nga, thu hút cho mình với vô cùng nhiều fan girl. Nhưng có lẽ thì họ đã phải thất vọng vì anh chàng đã có người yêu. Cô gái may mắn có được trái tim của Văn Lâm tên là Yến Xuân. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng mà nhiều người khẳng định Yến Xuân chính là bạn gái tin đồn của Đặng Văn Lâm, bởi một loạt các bằng chứng, chứng cứ được cả hai đăng tải trên các trang mạng xã hội. Bạn gái của chàng thủ môn Lai Nga hiện đang là một PT ở Sài Gòn và có vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Yến Xuân thì sở hữu cái vòng ba vô cùng căng tròn. Cô nàng từng chia sẻ với báo chí rằng mong muốn được mọi người nhớ đến là người truyền cảm hứng tập luyện thay vì gắn cô với cái mác là bạn gái tin đồn của Văn Lâm. 3. Bạn gái Bùi Tiến Dũng. Ở mùa giải U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn là thủ môn số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam. Đấy chính là mùa giải mà Dũng đã chơi rất xuất sắc và trở thành người hùng, góp công vào ngôi Á quân của U23 Việt Nam. Sau đó thì anh đã trở thành trung tâm của sự chú ý, không chỉ với fan trong nước mà cả fan quốc tế vì bề ngoài quá điển trai. Tuy nhiên vào tháng 4 vừa qua, hình ảnh anh chàng đi chơi với người yêu đã khiến nhiều fan nữ sụp đổ vì giờ anh đã là hoa có chủ. Được biết, bạn gái tin đồn của chàng thủ môn tên là Lê Thị Thanh, có biệt danh là Thanh Mèo, 22 tuổi. Cả hai thì luôn giữ im lặng trước thông tin này nhưng vẫn thường xuyên tương tác qua lại trên trang cá nhân. Lê Thị Thanh thì theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính, cô sở hữu làn da trắng không tì vết và mái tóc bóng mượt. Hiện thì Thanh Mèo cùng với chị gái đang kinh doanh spa làm đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn. 4. Bạn gái Văn Đức. Với nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, Phan Văn Đức chẳng từng vệ ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Đáng ngưỡng mộ không chỉ nhờ đá bóng giỏi này mà còn có nhiều điểm thú vị, đáng yêu trong tính cách đời thường. Dạo gần đây thì chuyện tình cảm của anh chàng đã trở nên ồn ào hơn khi các fan bắt gặp anh vào khách sạn cùng với bạn gái, mà bạn gái tên là Ngọc Nữ. Cô này thì từng lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và cũng chưa có lần nào lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng mà những hành động tương tác đặc biệt của cô với Văn Đức khiến người hâm mộ cho rằng đích thị họ là một cặp. Ngọc Nữ hiện là mẫu ảnh và thường xuyên tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Cô nàng sở hữu một gương mặt sáng, đôi mắt to và nụ cười vô cùng tươi tắn. Văn Đức và Ngọc Nữ được đánh giá là cặp trai tài gái sắc đáng ghen tị. 5. Bạn gái Văn Hậu. út đẹp trai của đội tuyển chúng ta, Văn Hậu, ngày càng chứng tỏ bản lĩnh trên sân bóng của mình qua từng trận đấu và không hề thua kém các anh một chút nào khi chàng hậu vệ này đã có bạn gái mà lại còn rất xinh nữa cơ. Bạn gái bằng tuổi của em út Đoàn Văn Hậu có tên là Hoàng Anh Ốc. Đôi trẻ cùng quê Thái Bình và chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 4 vừa qua. Hoàng Anh có vẻ ngoài dễ thương, gu ăn mặc thì trẻ trung, 9x ghi điểm với vóc dáng nhỏ nhắn cùng cách tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trước ống kính. Trên trang cá nhân thì Hoàng Anh khá kín tiếng và hiếm khi khoe các hình ảnh có sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, cô vẫn sở hữu gần 10.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. 6. Bạn gái Quang Hải. Nói đến Quang Hải thì không ai là không biết. Từ người già đến trẻ nhỏ thì ai ai cũng đều yêu mến chàng trai trẻ này vì tài năng không đợi tuổi. Anh được ví như là Messi của Việt Nam. Nổi tiếng là thế nên chuyện tình cảm của anh cũng được mọi người chú ý quan tâm. Người yêu của Quang Hải tên là Nhật Lệ. Cô nàng hoạt động nghệ thuật khá mạnh so với dàn bạn gái của các cầu thủ Việt Nam. Nhật Lệ thì đang theo học tại Đại học Thăng Long. Cô bạn này thì từng tham gia chương trình The Debut nhưng mà may mắn thì chưa mỉm cười. Hiện tại thì Nhật Lệ đang kinh doanh thời trang online và là gương mặt thương hiệu trong một vài nhãn hàng. Tính đến nay có lẽ Nhật Lệ là cô bạn gái của cầu thủ nhiều điều tiếng nhất vì các scandal liên quan tới chuyện kinh doanh, quảng cáo. 7. Bạn gái hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng hay được người hâm mộ gọi với cái tên đáng yêu là Bùi Tư bởi tính cách hiền lành, chân thật của anh. Ngoài ra thì mọi người hay gán ghép hậu vệ Bùi Tiến Dũng với Trần Đình Trọng bởi hai người này liên tục dính lấy nhau và có những hành động vô cùng đáng nghi. Mặc dù vậy thì phải khẳng định một lần nữa là hậu vệ Bùi Tiến Dũng hay là Đình Trọng đều là trai thẳng bởi cả hai người đều đã có người yêu. Nguyễn Khánh Linh, chủ một khách sạn ở Bắc Ninh chính là bạn gái của hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Đôi trẻ chính thức công khai chuyện tình cảm từ tháng 9 vừa rồi với loạt ảnh tình bể bình trên trang cá nhân. Khánh Linh thì theo đuổi phong cách sang trọng và cũng có sở thích sưu tầm đồ hàng hiệu. Trên trang cá nhân, cô nàng thường khoe những món đồ đắt tiền như là túi xách, đồng hồ, khiến người hâm mộ ghen tị. 8. Bạn gái Đình Trọng. Hơn 20 tuổi đá chính ở câu lạc bộ mạnh nhất V-League và đội tuyển quốc gia, Trần Đình Trọng là một trong những chốt chặn đáng tin cậy nhất của bóng đá Việt Nam tính tới thời điểm này. Cứ ngỡ vẻ ngoài hiền lành ngố tàu thì anh sẽ nhát gái và khó kiếm người yêu, nhưng sự thật thì chàng trai sơ Vin Quốc dân đã có bạn gái rồi đó. Một trong những cô nàng ít đăng ảnh với bạn trai nổi tiếng nhất đó chính là Trang Heo và cũng chính là người yêu của hậu vệ Đình Trọng. Trang Heo thì có gương mặt tròn xinh xắn và gu thời trang giản dị. Dù rất hay có mặt tại sân vận động để cổ vũ cho người yêu nhưng cô bạn hiếm khi đăng tải hình ảnh liên quan tới Đình Trọng. 9. Bạn gái Duy Mạnh. Có lẽ Duy Mạnh là chàng cầu thủ được fan nữ yêu thích nhất vì không chỉ đá hay đẹp trai mà còn vì anh quá ngọt ngào với bạn gái. Bởi thế nên người hâm mộ cứ hay gọi anh là người yêu nhà người ta. Bạn gái của chàng crush quốc dân này tên là Nguyễn Quỳnh Anh, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cô nàng chiếm được tình cảm của fan nhờ gương mặt xinh xắn, cách nói chuyện thì thân thiện, dễ gần và lễ phép. Quỳnh Anh cũng là em vợ của cầu thủ Văn Quyết. Cô nàng hiện cùng với chị gái của mình làm chủ một cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Quỳnh Anh thì thường được Duy Mạnh cưng chiều gọi với biệt danh là công chúa béo và đặc biệt là khoảnh khắc sau khi nhận cúp vàng vô địch AFF Cup 2018, Duy Mạnh đã chạy đến khán đài và trao lại huy chương cho người yêu. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ đổ dần dần và ngưỡng mộ mối tình trong sáng của hai người. 10. Bạn gái Văn Toàn. Trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo thì Văn Toàn luôn là một quân bài dự bị chiến lược và anh cũng luôn chứng tỏ được giá trị của mình mỗi khi có cơ hội vào sân thi đấu. Với lối chơi thông minh, tốc độ, nhiệt huyết, tiền đạo người Hải Dương cũng luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong mắt các cổ động viên. Anh chàng điệu đà nhất đội tuyển này cũng đã có người yêu rồi các bạn ạ, và cô ấy tên là Trang Nhung. Đã yêu nhau được một thời gian khá lâu nhưng mà Văn Toàn và Trang Nhung thì không để lộ bất kỳ hình ảnh nào chụp chung trên trang cá nhân. Bạn gái Văn Toàn sở hữu gương mặt xinh xắn và gu thời trang nữ tính đáng yêu. Trang Nhung có biệt danh là Nhung Bum, sinh năm 1996. Cô nàng sở hữu 25.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. 11. Bạn gái Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh là cầu thủ thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Anh được biết đến khi làm nên kỳ tích giúp U23 Việt Nam tiến vào chung kết giải U23 châu Á 2018. Anh chàng này khiến người hâm mộ yêu quý hơn khi công khai mối tình 3 năm mặn nồng với bạn gái. Phùng Bảo Trân là bạn gái xinh đẹp sexy của Vũ Văn Thanh. Cô nàng hiện là chủ một thương hiệu làm đẹp ở Pleiku, Gia Lai. Bảo Trân thì có gu thời trang, quyến rũ và được đánh giá có nhan sắc xinh đẹp chẳng kém cạnh một hot girl nào dù không tham gia hoạt động nghệ thuật. Cô được ngưỡng mộ vì tuổi còn trẻ nhưng mà sự nghiệp thì đã khá ổn định rồi. Trên trang Facebook cá nhân thì cô cập nhật trạng thái đã kết hôn với Văn Thanh để khẳng định chuyện tình cảm của mình với chàng hậu vệ. 12. Bạn gái Tiến Linh. Sau bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, tiền đạo Tiến Linh ngay lập tức trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội. Bên cạnh tài năng, người hâm mộ dành sự quan tâm lớn đến bạn gái của anh chàng này. Đó là Ngọc Quyên, 23 tuổi, quê ở Nghệ An. Cô nàng thì hiện đang là một giáo viên dạy múa. Bên cạnh công việc chính là giáo viên dạy múa thì người yêu Tiến Linh từng góp mặt trong một vài bộ phim truyền hình và từng thử sức ở các cuộc thi Miss Vinh 2014. Cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dài cùng vóc dáng cân đối. Tiến Linh và bạn gái giáo viên được đánh giá là một cặp đôi rất đẹp. 13. Bạn gái Xuân Trường. Chàng Trường Hip của chúng ta đã có người yêu. Và điều này thì chúng ta cũng đã biết từ sau chiến tích của U23 Việt Nam ở Trung Quốc rồi đúng không? Cô gái đó chính là Ngô Mai Nguyệt Giang, cựu sinh viên trường đại học RMIT, hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nguyệt Giang sở hữu nhan sắc được đánh giá là không thua kém hot girl, với khuôn mặt trái xoan, cặp mắt to tròn và làn da trắng. Cô nàng từng mất điểm nặng nề khi đem những món quà fan tặng Xuân Trường ra làm trò đùa. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó, nhưng cô vẫn chưa thể lấy lại được tình cảm từ fan của bạn trai. Cho đến giờ, Nguyễn Giang vẫn chưa lên tiếng về ồn ào ngày đó, cũng như mối tình 3 năm với đội trưởng U23 Việt Nam. Mới đây, trong một cuộc trò chuyện ngắn thì cô nàng chỉ chia sẻ cảm xúc của mình khi theo dõi Xuân Trường thi đấu tại giải ASEAN 2018 cùng với đội tuyển Olympic Việt Nam. Các bạn ạ, dù hội cross quốc dân của chúng ta hầu hết đã có bạn gái thì chúng ta vẫn nên vui mừng vì chí ít bên cạnh họ có người quan tâm, có người chăm sóc đúng không nào? Và việc của chúng ta bây giờ là chúc phúc cho các cặp đôi luôn vui vẻ ở bên nhau và chúc cho các cầu thủ thì luôn mạnh khỏe, vững đôi chân để tiếp tục đem những chiến thắng vinh quang về cho Việt Nam trong những giải đấu trong tương lai. Ủng hộ các chàng trai rồi thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ bọn mình nhé bằng cách like, share và nhấn theo dõi kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.